Xin chào các bạn, sau bao ngày tìm kiếm trên Shopee và ngày hôm nay mình đã tìm mua được hai món khá là xịn sò và đặc biệt là giá lại ngon một đẻ nữa. Đây là một chiếc mạch loa 2.1 hàng thông máy của Sáp này. Các bạn thấy ở đây là nó được trang bị luôn một chiếc mạch nguồn. Nó sẽ hạ áp từ 220V xuống 24V để cấp cho chiếc mạch này. Kèm theo là một gói uh, linh kiện này bao gồm một sợi cáp, điện trở và đèn led để mình có thể tự lắp ráp thành một cái uh, bộ phím bấm chức năng cho chiếc mạch này. Bây giờ mình uh, tiếp tục bóc luôn cái này ra để xem bên trong là gì nha các bạn. Đây rồi, đây là một củ loa sub của B&O, một thương hiệu đến từ Đan Mạch. Kích cỡ của củ loa này là 6 inch và công suất là 40W, trở kháng 4 ohm các bạn ạ. Đây mình mua của shop điện tử sáng tạo này. Củ loa này nhìn rất là chắc chắn các bạn ạ. Gì chứ đã nhắc đến thương hiệu B&O thì khỏi phải bàn luôn các bạn ạ. Một thương hiệu đến từ Đan Mạch nó đã nổi tiếng từ rất lâu rồi của loa này có luôn cái mẫu vạch đây này cái này là hàng thấu máy cho nên là cái ngoại hình của nó cảm giác nó hơi à, uh, uh, cũ một tí thôi các bạn ạ chỉ là cũ một tí thôi chứ thực tế nhìn bên ngoài nó còn rất là mới đây ngoại hình đây quá là ngon nghẽ luôn chất lượng thật sự các bạn ạ cân này dày ơi là dày luôn như này thì đúng chất là loa xúc xịn luôn nha các bạn chất lượng thật sự luôn cái cầm trên tay này nó nặng lắm các bạn ạ cái uh, cuộn co bên trong này đấy quá đã luôn các bạn ạ hành trình này khá là dài luôn ở đây là phần nam châm to dày chất lượng rồi bây giờ tạm thời mình sẽ bỏ nó qua một bên và tiến hành đi sâu vào hai cái món này các bạn thấy ở đây ở trên cái gói linh kiện này có luôn một cái mã qr này đây chính là cái cách để mình có thể lắp ráp một cái bộ khay điều khiển cho cái chiếc mạch loa 2.1 này bây giờ mình sẽ truy cập vào luôn cho các bạn xem gần như những cái chiếc điện thoại thông minh hiện nay á, đều có chức năng này mình chỉ việc bật camera và quét vào cái mã qr này là ra luôn các bạn ạ đó một cái thao tác vô cùng đơn giản luôn đây có đầy đủ các thông tin luôn các bạn ạ để các bạn có thể dễ dàng tham khảo này cũng như là lắp ráp thành một cái bộ cây nút nhấn điều khiển cho cái chiếc mạch loa 2.1 này đây sơ đồ đây có một cái vấn đề khá là khó đối với những bạn mà chưa có nhiều kiến thức điện tử ấy ở chỗ là những cái con chó này này nó chỉ có những vòng màu thôi còn ở trên sơ đồ là có luôn thông số này như là 75 kg này 33 kg thì đối với những bạn mà chưa có nhiều kiến thức điện tử nhìn vào con chó này chắc chắn là sẽ không biết được nó mang cái giá trị là bao nhiêu thì để lát nữa mình sẽ chi tiết luôn cho các bạn một cái cái tờ giấy mình sẽ viết luôn những cái thông số lên và đặt cái con chó đó lên để cho các bạn nhìn theo vòng màu là các bạn có thể xác định ngay được cái con chó đó mang cái giá trị bao nhiêu để cho các bạn thuận tiện hơn cho cái quá trình lắp ráp một cái bộ cây điều khiển cho chiếc mạch này gần như là ai cũng có thể làm được luôn quay trở lại với chiếc mạch này do là chiếc mạch này nó được tháo máy ở trong dòng loa ba cho nên là nó cũng có tương đối đầy đủ các cái hình thức kết nối các bạn ạ như là cổng aux này cổng usb này cổng hdmi này và cổng optical đây là cổng quang ngoài trừ cái cổng này ra đây là cổng tín hiệu ra cho nó sub thôi chứ không phải là cổng tín hiệu vào các bạn ạ các bạn lưu ý, đây là cổng tín hiệu ra chứ không phải là cổng công suất ra trực tiếp cho loa nha các bạn, cho nên các bạn cần phải lưu ý vấn đề này. Ngoài những cái hình thức kết nối này, nó còn có hình thức kết nối không dây chính là Bluetooth nữa. Đây. Mình nhìn vào đây phát là thấy ngay các bạn, nó có luôn một cái anten Bluetooth này. Nhìn xem đây thì nó có luôn một cái mạch nguồn khá là to. Cái biến áp của nó to hơn cả cái ngón tay cái của mình luôn và chứng tỏ là cái cường độ dòng điện đầu ra nó phải rơi vào cỡ 5A nha các bạn chứ không phải ít đâu. Như vậy thôi là nó đã đủ cấp cho cái mạch này hoạt động một cách ổn định cũng như là tối ưu công suất rồi cái mạch này thì nó lại hướng hết linh kiện vào trong các bạn ạ cho nên là mình không thể nào mà quay chi tiết cho các bạn xem được bắt buộc là mình phải tháo nó ra để quay chi tiết luôn cho các bạn xem đây rồi nhìn quá đã luôn hầm hố thật sự luôn các bạn ạ đây chính là con IC khuếch đại âm thanh này TAS 5731M nó thuộc dòng IC class D ấy. còn đây là bốn cuộn cảm lọc xung quanh tần đầu ra này phía bên này có luôn một cái con IC bluetooth ở đây chính là cổng cấp nguồn vào này, nó chỉ có hai dây thôi, cho nên là mình rất là dễ dàng để tùy biến chế cháo loa này kia. Cái mạch nguồn này thì nó cho ra được cái mức điện áp là 24V, thì nói chung là cái mạch này này, nó chạy ở cái mức điện áp từ 20 cho đến 24V. Với cái mức điện áp này thì các bạn có thể dễ dàng tùy biến để chế loa di động cũng được, mà chế loa nằm một chỗ cũng được luôn. Với trường hợp mà các bạn để cho chiếc loa này nó nằm một chỗ, thì mình chỉ việc cắm điện vào thôi là dùng còn đối với trường hợp mà các bạn dùng nó để chế loa di động ấy thì chỉ cần có một cái khối pin 5S cấp vào phát là dùng luôn thôi. Chiếc mạch này nó cho ra tới 3 đường loa luôn các bạn ạ. Một đường là loa súp này, loa súp thì nó có công suất đầu ra là 30W và hai loa còn lại sẽ là loa mic chép. Thì công suất của mỗi đường loa mic chép là 15W, tổng cả hai kênh mic chép là được 30W luôn. Thì coi như là tổng công suất của ba đường loa này là tới 60W luôn các bạn ạ. Các bạn thấy này. Cái con IC nó bé xíu xíu như này thôi nhưng mà cái công suất của nó tới 60W thì cũng tương đối lớn rồi ở đây mình đã viết luôn cái thông số trở này tương ứng với vòng màu của con trở để cho những bạn nào mà không có rành về điện đấy cũng có thể làm được đây tại vì ở trong một cái bọc linh kiện đấy thì nó chỉ có để trở như này thôi chứ không có những cái thông số như này ở đây thì mình viết luôn thông số này như cái con trở có cái vòng màu là tím lục cam thì nó tương ứng với cái giá trị là 75 kilo và nâu đỏ cam này thì nó tương ứng với 12 kilo ohm. Còn đây là cam cam đỏ thì nó tương ứng với 3,3 kilo ohm. Và vàng tím đỏ thì nó tương ứng với 4,7 kilo ohm. Và cam đen cam thì nó tương ứng với 30 kilo ohm này. Và cuối cùng là đỏ vàng tím thì nó tương ứng với 240 ohm. Khi mà các bạn đã xác định được thông số trở rồi thì mình chỉ việc quét mã QR và vào cái trang này lại để mình lấy sơ đồ ra và làm thôi có hai sơ đồ thì mình ưu tiên chọn cái sơ đồ bên dưới này hơn tại vì cái sơ đồ bên dưới này thì nó thể hiện rõ cái số chân này từ 1 đến 9 ở trên chiếc mạch này mình đã ký hiệu luôn rồi cho các bạn dễ hình dung mình cứ bắt đầu từ phía bên trái ở cái trạng thái mạch như này bắt đầu là từ số 1 cho đến số 9 này tương ứng với số 1 đến số 9 ở trên sơ đồ này các bạn cứ thế làm theo thôi và đặc biệt là cái phần điện trở này thì nó có một chút thay đổi các bạn lướt xuống bên dưới đây có luôn thông tin này 74 kg thay cho điện trở 75 km trên sơ đồ 12 kg thay cho điện trở 10 km trên sơ đồ các bạn cứ dựa theo cái thông số trở mà mình đã để sẵn ở đây thì các bạn cứ dựa theo đó và thay vào thôi và có một cái vấn đề nữa là chỗ này có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc này không biết cái chỗ này là gì thì đây là một cái cảm biến thu hồng ngoại nhằm mục đích là mình có thể sử dụng một cái mod điều khiển từ xa Bà hồng ngoại để mình lại điều khiển nó tuy nhiên là shop không có bán kèm cái mod này cho nên là mình sẽ loại bỏ và mình sẽ không gắn thêm cái mắt thu hồng ngoại này nữa thì coi như là mình sẽ bỏ trống trên số 7 và trên số 8 đây trên sơ đồ này cũng có này Mình đã làm xong cái bộ mạch điều khiển cho chiếc mạch loa 2.1 này cũng như là đã kết nối ba chiếc loa vào đây rồi. Bao gồm hai củ loa mic chép của hãng B&O luôn và một củ loa sub B&O. Cái củ loa này á mình kết nối vào đây để test tạm thôi chứ thực tế cái củ loa này nó không có thật sự tương xứng với chiếc mạch này nha các bạn tại vì cái loa này trở kháng của nó thấp này với lại công suất của nó khá là lớn cho nên là dường như cái mạch này á nó khá là khập khiễng để mà kéo được cái củ loa này nha các bạn. Nói chung thì đây là mình mượn cái chiếc mạch này để tiện test luôn cái củ loa này cho các bạn xem thôi. Chứ mình chắc chắn là cái mạch này nó không thể nào mà kéo nổi cái củ loa này đâu. Tức là nó không thể nào mà kéo uh, tốt ở một cái giải công suất lớn nha các bạn. Chắc chắn là nó sẽ bị hộp. Bây giờ mình tiến hành cắm điện vào và khởi động nguồn. Test thử luôn cho các bạn xem. Đây, mình sẽ nhấn nút nguồn này để mở lên. Mặc định khi mà mình cắm điện vào ấy Là nó sẽ sáng cái bóng đèn này lên các bạn ạ Đây sáng một bóng lên rồi này Đó Mình sẽ nhấn khởi động nguồn lên Nhấn đè Đây là các cái mod này Các cái chế độ khác nhau Còn ở chế độ này Là chế độ bluetooth này Khi mà mình kết nối Thành công bluetooth ấy, thì nó có Nói một cái câu tiếng Anh các bạn ạ Rồi bây giờ mình tiến hành Lên nhạc và test thử luôn xem là nó như thế nào. Đánh trúng cả bàn các bạn ạ. Mạnh thật sự luôn. Mình cầm lên uh, cho nó đỡ bị rung bàn. Tránh xảy ra cái hiện tượng uh, bị uh, rè tiếng. Rất là mạnh các bạn ạ. Để xem là nó có bị hộp không nào. đó nó bị quá công suất là nó sẽ bị hiện tượng như vậy nha các bạn mình sẽ rút luôn uh, hai cái uh, loa mít chép này ra để kiểm chứng cái độ sạch của kênh súp rồi mình đã loại bỏ hai cái uh, củ loa mít chép ra ngoài tiếp tục lên nhạc wow phải chứng tỏ là cái mạch này á nó cắt súp rất là sạch nha các bạn đây các bạn có thể thấy đây. rất là sạch luôn. Mình cầm cái củ loa như này không biết là các bạn có cảm nhận được cái âm bay hay không. Chứ nếu như mà đưa cái củ loa này vào thùng á, thì phải gọi là đỉnh luôn các bạn ạ. Sub rất là hay. Để mình nhà tua lại cái khúc uh, có bay mạnh này. Đó, quá đã luôn các bạn ạ. Sau khi test xong thì mình cảm thấy rất là hài lòng luôn các bạn ạ Mình không ngờ là với một cái giá nó rẻ thôi Nhưng mà lại có được một cái mặt hàng đúng chất ngon bổ rẻ như này Riêng cái củ loa súp này thôi thì mình cực kỳ thích luôn các bạn ạ Cái này chỉ tiếc cái là mình test ở ngoài trời ấy Tức là mình test bằng cái củ loa không thì thôi này Mình chưa có đưa nó vào thùng Chứ nếu như mà đưa nó vào thùng nữa thì thôi luôn Phải nói là quá tuyệt vời luôn Còn riêng cái mạch này thì nó hoạt động rất là hoàn hảo Chỉ có điều là mình test cái củ loa này so với cái mạch này thì nó hơi quá thật sự là hơi quá các bạn ạ các bạn thấy này cái mạch nó bé xíu xìu công suất nhỏ thôi mà lại chơi hẳn cái cổ loa súp có công suất lớn này cũng như là trở kháng thấp này đưa vào thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng bị hộp rồi cái cổ loa này có công suất là 40W thì đương nhiên là mình phải chọn một cái mạch khuếch đảm thanh có công suất lớn hơn 40W thì nó kéo nó sẽ tốt hơn nha các bạn à, và đối với cái bộ mạch 2.1 này thì mình cũng không có gì để nói nữa tại vì cái chất lượng của nó khá là ổn luôn các bạn ạ âm thanh nó rất là trong trẻo thanh thoát còn riêng cái kênh súp thì mình đánh giá là nó cắt súp khá là sạch. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến những sản phẩm này, mình có để luôn link tham khảo mua hàng chi tiết ở trong phần mô tả video luôn. Các bạn nhấn vào link để tham khảo này. Và tiện thể đây thì mình nhắc luôn cho những ai chưa biết, ngày mai là ngày 15 tháng 5, Shopee lại có cái chương trình siêu sale ấy, giảm giá cực mạnh luôn. Những bạn nào mà đang có nhu cầu mua hàng này hoặc là có quan tâm đến những món này thì tranh thủ vào ngày mai, ngày 15 tháng 5 và Shopee mua hàng thì rất có thể luôn là các bạn sẽ mua được những cái món này với một cái giá hời hơn hẳn so với những ngày thường. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.